Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn. Đây là video chế quả sạc dự phòng. Đây là quả pin điện thoại. Chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ chế thành một quả pin sạc dự phòng. Nếu mà đút vừa này phải được mấy quả. Chúng ta làm. Đây là quả pin sạc dự phòng. Đây là đầu dương, chúng ta đỏ này. Đây chúng ta thử luôn cái điện thoại này. Đây là chúng ta cắm sạc vào này. Cắm sạc này. Đây là quả pin này. Bên này không biết quả đầu là dương, đầu là âm. Đánh dấu đây. Đây nha, chuẩn đề của pin nha. Bên này là đầu dương, chúng ta lối vào bên dương. Chúng ta lối vào đây nha. Đây, lên sạc. Chúng ta bắt đầu xem sạc. Đấy, máy bắt đầu lên sạc. Máy đã sạc rồi. Đây những quả pin cũ, chúng ta có thể làm nên một quả pin sạc dự phòng được. Đây là quả pin chúng ta cũng chế từ những quả pin cũ mua ở các quán điện thoại rất rẻ. Ta có thể mua lại được những quả pin nhé và về chế. Đây là quả pin iPhone. Bên này là dương, mình đã đánh dấu dương rồi thì mình làm vào thôi, xem lại cho chuẩn. Bên kia là dương, bên này là âm. Sai một phát đi luôn nên chúng ta phải cẩn thận. Mình chưa tự tin lắm. Bỏ ra này xem. Đúng rồi, bên này là dương. Chúng ta để điện thoại đây. Điện thoại này. Bên này âm. Bên này dương. Chúng ta nhìn nhé. Quả hết điện rồi. Được tiết xem hết điện rồi. Xem hết điện được. Chạy mà. Xem chạy nha.
yếu hơn, yếu pin này yếu, thế là nó không thể kích lên được. Pin này hết điện, đây còn có pin này. Theo như này thì cực bên này là dương, cực bên này là âm. Bên này là âm. Sẽ đâu nhỉ? Đây chúng ta lấy cái pin này. Đây máy lên sạc ngon nhỉ luôn. Xin chào các bạn nhé.